Trên này thì tao biết gả mày cho ai được nữa à? Ngu ơi là ngu. Mẹ ơi, con xin mẹ, đứa bé này nó không có tội. Mày định cho thiên hạ là con mẹ mày đẻ ra thứ con hoang phải không? Mày đưa nói ra, không thể để thiên hạ mà biết sự có mặt. Mày đừng để tao phải nuôi báo cô hai mẹ con mày đấy nhá. Để chữa anh mục ra. Như thế này thì tao biết gả mày cho ai được nữa hả? Ngu ơi là ngu. Mẹ ơi, bọn con yêu nhau thật lòng. Con xin mẹ. Thật lòng à? Mày bảo thật lòng. Thế bây giờ mày mang bầu rồi thì thằng mày nó đâu? Nó đâu hả? Con không được. Mày phải đi giải quyết ngay cái thai oan nghiệt này đi cho tao nhá. Không thể để như thế được. Mẹ ơi, con xin mẹ, đứa bé này nó không có tội. Mẹ chỉ cần cho con sinh đứa bé này ra thôi. Mẹ nói gì con cũng nghe. Mày nhớ nhé, mày nhớ lời mày nói đấy nhá. Mày đừng để bôi cho chất xấu vào mặt tao nhá. Mày đừng để tao phải nuôi báo cô hay mẹ con mày đấy nhá. Không được. Hàng ngày tao đã phải hầu hạ mẹ con mày là tao nhục nhã lắm rồi. Mày hiểu chưa? Con xin mẹ. Mẹ thương lấy con gái của con. Không được, mày đưa nó ra. Không thể để thiên hạ người ta biết sự có mặt của con trên đời này. Mày buông ra. Ở nhà yên phận là vợ người ta đi, hiểu chưa? Ngu. Thời hạn 1 năm đã đến rồi. Người của tôi đâu? Con bé nó đang ở trong phòng. Mời cậu vào. Để tôi kiểm tra người đã. Sẽ là vợ của tôi. Đừng có sợ sệt như thế. Anh là ai? Tôi không quen anh. Anh mà lại đây, đừng có trách tôi. Tốt hơn hết ý là ngoan ngoãn nghe lời tôi đi. Bộ ra.
Mẹ có cho mày lừa tao à? Tại sao người toàn mùi sữa thế này mà nó là gái tân à? Ha? Đấy, đấy là bà ta lừa anh. Còn tôi không quen anh. Làm sao mà tôi lừa anh được? Tôi xin anh, cho tôi đi tìm con của tôi đi. Cuối cùng thì cô cũng chịu thừa nhận rồi đấy à? Vì tiền mà cô dám vứt bỏ cả đứa con mình rất ruột rẻ ra đấy à? Cô nhẫn tâm như thế, còn đi tìm nó lại làm cái gì? Ha? Anh chỉ biết cái gì? Tôi cũng là người lừa mà thôi. Bà ta, chính bà ta là người hãm tiền của anh. Một năm qua, bà ta nhốt tôi trong đây. Con của tôi mới chỉ vài tuần tuổi cũng bị bà ta đem vứt bỏ đi. Tôi căm hận lắm chứ. Tôi cũng là một người mẹ, thả tôi chết còn hơn là đối xử với con mình như thế. Cô nói thật đấy à? Giờ cô muốn sao? Tôi muốn con. Xin anh hãy cho tôi đi tìm con của tôi. Không được. Giờ cô mà đi, cô sẽ sống như thế nào? Mang đứa bé vào đây. Con của tôi, đúng là con của tôi rồi. Sao anh lại... Tất cả là kế hoạch của bà ta. Kể cả chuyện em có bầu, bà ta cần một số tiền lớn để trả nợ nên mới làm. Những điều anh ta vừa nói có vẻ thật không? Bà nói đi! Sao bà lại độc ác như thế? Mẹ xin lỗi con, là mẹ bị lừa. Mẹ không muốn hại con nữa con ạ. Loại người như bà đúng là gì kìa, trong truyền thuyết rồi. Triệu ơi, mẹ xin lỗi con. Dù sao con cũng nên nể tình mẹ, nuôi dưỡng con mười mấy năm trời. Con hãy tha cho mẹ. Con đừng đuổi mẹ đi con nhé. Tội ác của bà, nó không thể tha thứ được. Bà cút ngay, cút ra khỏi nhà tôi ngay. Nhưng mà con đuổi mẹ đi, mẹ biết sống ở đâu hả con? Bà đi đi, tôi không muốn nghe nữa. Xin lỗi con, từ nay cũng không người xa con nữa đâu. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi không hiểu tại sao anh lại giúp tôi. Em có nhớ những chiếc kẹo này không? Đây là loại kẹo mà tôi yêu thích nhất. Ngày trước khi được điểm 10, ba mẹ từng thưởng cho tôi. Đúng thế. Ngày trước, cũng vào ngày trời đông giá rét như thế này, có một cậu bé ăn mày ở ngoài đường. Và chính em đã đến để cho cậu ta thức ăn, nước uống và những viên kẹo này. Em có nhớ không? Sao anh lại biết? Vì chính anh là thằng bé đó. Chính em đã giúp anh có động lực để sống tiếp. Anh đã tìm đến bố mẹ nuôi của anh và khó khăn lắm mới tìm được em. Từ nay em cho phép anh cơ hội được quan tâm chăm sóc mẹ con em nhé.